Rồi, chào anh em nha. Nay bán được mấy cái body vít thì nó còn dư lại mấy body khoang. Thì anh em nào cần thì anh em cứ liên hệ mình hoặc là anh em vào giỏ hàng nhé. Còn mấy Milky khoang 3 chức năng. Anh em nhìn hàng xịn, hàng chính hãng thì anh em thấy nhìn cực kỳ mướt, long lanh luôn nha anh em. Đó, đây là cái thân máy mà mình quay nha. Anh em mà được cầm, được sờ thì chắc. Rồi, đây là thân khoang. Một máy, một pin, một sạc. Thì nó tùy, nó rơi vào tầm khoảng 2,7 triệu một bộ nha anh em. Rồi, bên này thì mình có quạt nè. Quạt Milky. Quạt Milky, con này là quạt 18V. Thì con này nó có 3 cái cấp số 1, 2, 3. Size cánh của con này thì nó rơi vào tầm khoảng là 20. Size cánh 20. Và con này nó có thể sử dụng được cả điện 220 qua một cái sạc adapter. Anh em có thể sử dụng này. Thì cái lò này á, sạc adapter của nó là mua rời nha anh em, nó không theo trong bộ. Đó. Rồi, đây là quạt, giá quạt của nó là 2,2 triệu. Rồi tiếp theo, đây mình có mấy đôi găng tay, 100.000 đôi nè. Rồi mũi khoang của Milky, hàng chính hãng, được sản xuất tại Gạch Money. Con này là chuyên dành cho máy khoan bê tông. Cũng có 5 mũi nha anh em. 5, 6, 6, 8, 10. Thì ở đây có mũi 5 nè. 6 nè. 6 nhưng mà dài. Loại này 17cm. 8 và 10 cũng là 17cm luôn. Bộ này hiện tại giá mà đang bán đó là 500. Đó. Rồi, pin. Pin chính hãng 1,2 triệu trên một viên. 5A. Hàng mới nghi siêu luôn. Rồi, pin 2A. Pin 2A thì là 700. 2A 700. Rồi, sạc anh em nào muốn sạc 220. Sạc lướt, sạc line new hay là sạc 110 lên 220 mình có đủ nha anh em. Giá từ 600 trở lên. Rồi, máy mài nè. Máy mài Milky. Máy Milky. Rồi máy khoan đục 3 chức năng dòng loại dài nè. Rồi loại ngắn. FHX mình cũng có luôn. Rồi siết bu lông. Siết bu lông nha anh em. Đây máy siết bu lông 2F12. Con này thì khá là ok rồi, bán cực kỳ chạy luôn. Rồi, bên này thì anh em sẽ thấy có một cây bu lông, cây bê tông FHX nè. Rồi, thì anh em nào quan tâm thì anh em cứ việc inbox hoặc là anh em cứ vào giỏ hàng xem giá nha. Rồi, chào tất cả anh em.